Đấy, giờ này mình không có bị những cái đó làm phim. Còn có Hương làm nhiếp ảnh gia là khỏe rồi. Thôi chúng đừng cứ để cho mấy em đó tự nhiên nó chụp, mấy em chụp theo ý của mình đó thôi. Thôi thôi, chúng đừng để mấy em tự nhiên chụp theo ý của mấy em á. Tận dụng chụp trong nhà luôn. Hải Sơn trốn nhiệm vụ rồi hả?